Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà tâm linh Lorena Tarot, nơi chia sẻ những nỗi buồn để nhận lại là những niềm vui. Mình là Cloud, một trong những reader tại Lorena Tarot. Mình rất vui khi trò chuyện cùng bạn trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video tiếp theo của series Do You Know That, một series được tạo ra bởi Lorena Tarot với mong muốn đem đến những góc nhìn khách quan hơn, kiến thức cơ bản về những bộ bài đầy huyền bí, những phong tục cổ xưa đến gần hơn với những người dân tại Việt Nam. Gọi hồn là một nghi lễ tâm linh được biết đến khá nhiều tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra về nghi lễ này. Để hiểu rõ hơn về gọi hồn, chúng ta hãy cùng Lorena Tarot tìm hiểu về gọi hồn là gì nhé. Đầu tiên, gọi hồn hay còn gọi là vong nhập là hiện tượng linh hồn của người khác, có thể là thánh thần, cũng có thể là người đã chết nhập vào cơ thể của người còn sống, điều khiển người sống đưa ra các chỉ dẫn của linh hồn. Hiện tượng này gần giống như nhập hồn. Theo các tài liệu nghiên cứu tôn giáo, nhập hồn là một hoạt động tôn giáo có nguồn gốc đến từ hàng ngàn năm trước của con người. Đó có thể là một giang lên đồng, nhập hồn của vùng đồng cỏ tại Mông Cổ. Và cũng là gốc để ngày nay Việt Nam nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung có những thầy đồng, thầy phù thủy và thầy cúng. Vong nhập, lên đồng là một trạng thái tâm lý đặc biệt, một trạng thái bệnh lý xuất phát từ vô thức. Theo danh mục các loại bệnh tâm thần được xếp vào các loại hội chứng lên đồng. Một người bị vong nhập, tức người đó không bình thường, có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần, có thể là nhẹ hoặc nặng. Nguồn gốc của hiện tượng vong nhập là sự tương tác của ám thị lạ và tự ám thị. Một người đi áp vong hoặc lên đồng thường ngồi tập trung như ngồi thiền hay đầu óc trống rỗng. Trạng thái này sẽ đưa bộ não trở về vô thức. Trong trạng thái khởi đầu vô thức, người đó vẫn nhận biết xung quanh, tiếp nhận các ám thị lạ về liệt sĩ, về đau thương, về chiến trận qua thầy pháp và nhà ngoại cảm. Từ bộ não chìm vào vô thức các tác động từ bên ngoài sẽ là ám thị lạ, tạo ra sự tự ám thị. Trong trạng thái tự ám thị, nhiều khi rất mạnh mẽ, đặc biệt đối với những người có thế năng bệnh tâm thần cao, bộ não sẽ nhào nặn, xây dựng thành các kịch bản đặc biệt. Khoa học đã công nhận, khi con người chết đi, có một lượng vật chất mất đi. Lượng vật chất vừa mất đi ấy là phần hồn vừa thoát ra. Lượng vật chất này gồm 3 phần, vía, thần thức và phách. Phần lớp vòng theo trục thẳng đứng. Đây là một tổ hợp các hạt điện sinh học, nên chúng chuyển động ở dạng sóng điện, gọi là sóng các hạt điện sinh học. Vận động theo dạng sóng, nó tuân thủ các tần số bước sóng. Tần số bước sóng của các vong hồn khác nhau, cho nên loại tần số này là vô số và tốc độ vận động cũng khác nhau. Trong khi đó, con người có màn sóng trơ, chỉ có thể rung động khi có một sóng với năng lượng lớn tác động vào. Chỉ có những người có màn sóng nhạy cảm như các nhà ngoại cảm mới có khả năng nhận nhiều tần sóng khác nhau. Tuy nhiên, họ cũng chỉ bắt được khi có cùng nguồn gốc tần số xung động. Theo nhiều nghiên cứu, vong hồn nào cũng có mối quan hệ giao thức với thân nhân ở tiền kiếp. Vong hồn thể hiện ở trần gian bằng cách nhập vào người đó. Trường hợp này chỉ xảy ra với hai điều kiện thuận lợi, đó là chiếm đoạt tạm thời. Khi người này có thần thức yếu hơn, lúc này ký ức sống của người này tạm thời bị đẩy ra. Và thứ hai là năng lượng của vong hồn quá lớn, âm thích, dương suy. Nếu đến đây các bạn vẫn chưa tin và còn đặt câu hỏi gọi hồn người chết có thật hay không, thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu tiếp nhé. Theo quan điểm của Phật giáo, khi người chết đi, quan trọng nhất là sớm được đầu thai để bắt đầu một cuộc sống khác. Bởi cõi âm chỉ như là một trạm tạm dừng để dừng nghỉ trước khi bắt đầu chuyển kiếp này sang kiếp khác. Bên cạnh đó, cũng có những người đầu thai ngay sau khi vừa chết, cũng có những người thời gian đầu thai là lâu hơn. Tuy nhiên hầu hết chỉ trong khoảng 49 ngày là sẽ đầu thai. Nhưng cũng có những trường hợp sẽ lâu hơn do có sự can thiệp, níu kéo của người trần. Vậy nên, nếu gọi hồn để hỏi người chết có ước nguyện gì hay không, có thiếu gì không, thì đây đều là những việc vô ích. Bởi vì sau khi đầu thai, người chết đều sẽ quên sạch ký ức. Còn nếu linh hồn của người chết đang ở dưới địa ngục để trả giá cho những lỗi lầm trần thế của mình, thì khi người sống gọi hồn sẽ chỉ càng khơi gợi thêm lòng tham trong những linh hồn đó. Từ đó, vô tình đẩy linh hồn của những người đã chết khó thoát khỏi ngạ quỷ.
Người chết đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới, nhưng càng lưu luyến hay hoang mang thân xác cũ và người thân thì cứ lang thang vất vưởng. Cộng thêm việc người sống gọi hồn sẽ khiến cho sự níu kéo càng thêm dài hơn và khiến cho việc đầu thai càng chậm trễ. Thế nên gọi hồn gần như sẽ không có lợi và còn có thể gây thêm nhiều tác hại. Vì vậy, người sống thay vì gọi hồn thì hãy cầu nguyện làm những việc tốt, tạo phước, tích phúc, tích đức, sám hối, niệm Phật, mong cho người thân của mình và bản thân của mình sau này sớm được siêu thoát, đầu thai vào một kiếp người tốt hơn. Nhìn chung, đây là một việc làm không mang lại nhiều lợi ích, đồng thời chúng còn dễ bị những kẻ xấu lợi dụng sự mê muội của con người mà làm những việc nhằm trục lợi cho bản thân. Vậy nên hãy bình tĩnh, suy xét kỹ càng khi có ý định thực hiện nhé. Những đức tin tôn giáo và các nghiên cứu về đề tài sau cái chết đều công nhận rằng năng lượng của con người sau khi chết đi vẫn còn tồn tại, nhưng người ta lại không thể nói rằng nó đang tồn tại dưới dạng sống nào. Để có thể tiếp xúc với những nguồn năng lượng này, người ta có thể làm dưới nhiều hình thức và bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có áp vong, gọi hồn. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể tiếp xúc được? Đầu tiên, bạn cần kích hoạt giác quan thứ 6 của bản thân mình. Hãy cố gắng tạo sự kết nối với những linh hồn mà mình muốn triệu hồi bằng cách trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh, tư liệu liên quan đến người đó. Ngoài ra, hãy tập trung vào việc nhận thức bản thân trong thực tại, ghi nhớ không gian, thời gian và cảm xúc của bạn. Nếu không, sẽ rất khó để bạn có thể trở lại thực tại sau đó. Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ sự hiện diện nào trong căn phòng của người bạn, hãy bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Hãy nhớ rằng, những câu trả lời mà bạn nhận được có thể sẽ không được thể hiện dưới dạng từ ngữ, nhưng dưới dạng hình ảnh hoặc cảm xúc. Đó là khi bạn muốn trò chuyện với những người thân quá cố của mình. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu về những vong hồn tại vùng đất, căn nhà mà bạn đang sinh sống thì là thế nào? Kỹ thuật này hay sử dụng khi họ cố gắng nói chuyện với các linh hồn tại một khu vực bị ám hoặc có khả năng bị ám. Hãy đến căn phòng thường xảy ra hầu hết các hoạt động siêu linh. Hãy đưa ra những câu hỏi có hoặc không đơn giản và yêu cầu phương pháp trả lời cụ thể. Hai phương pháp trả lời thường được sử dụng là gõ cửa và nhấp nháy đèn pin. Để sử dụng phương pháp gõ cửa, hãy hướng dẫn linh hồn đang hiện diện trong phòng gõ một lần vào cánh cửa để cho câu trả lời có và hai lần vào cánh cửa cho câu trả lời không, tùy thuộc vào quy ước của bạn để hai bên có thể cùng dễ hiểu. Nếu sử dụng đèn pin, hãy sử dụng loại đèn pin có thể bật tắt một cách dễ dàng, ví dụ như loại có một nút bấm trên cùng. Bật đèn pin lên và tháo phần phía dưới của đèn pin cho đến khi đèn chỉ có thể sáng mờ mờ. Đặt đèn pin xuống một bề mặt phẳng và cố định nó để nó không thể nào lăn đi mất. Nhẹ nhàng ấn vào nút nguồn và hãy chắc chắn rằng đèn có thể nhấp nháy. Hướng dẫn linh hồn nhập phòng nhấn nút một lần để trả lời có và hai lần để trả lời không. Từ trước đến nay vẫn có nhiều người không tin vào ma quỷ, thế giới tâm linh và tất nhiên họ tìm mọi cách để kiểm chứng xem thế giới này có thật sự tồn tại hay không, những vật chất vô hình như vậy có hay không. Và các trò chơi dựa trên những yếu tố tâm linh đã khiến nhiều người tò mò, biết đến và khai thác chúng một cách rộng rãi. Trong số đó, quen thuộc nhất phải kể đến là trò chơi cầu cơ và bút tiên. Nhưng ngoài những trò đó ra thì còn vô số các trò chơi gọi hồn khác cũng rùng rợn và kích thích không kém. Trò chơi này dựa trên một câu chuyện được mọi người truyền tai nhau. Xưa kia ở nước Anh có một cậu bé chừng 10 tuổi, thông minh, nóng lĩnh. Thế nhưng cha của cậu bé lại không hề thích cậu. Có người đồn rằng đó là do cậu bé ấy từng trộm món đồ yêu thích của cha mình để bán đi. Nhưng sự thật ra sao thì không ai rõ. Một thời gian sau, người cha đã thuê hai sát thủ yêu cầu họ bắt cóc, tra tấn cậu thật tàn nhẫn rồi mới giết chết cậu bé. Không chỉ thế, còn phải phi tang cái xác sao cho không một ai có thể tìm thấy được cậu. Hai tên sát nhân ấy nhận được tiền, bắt cậu bé tới một khách sạn gần khu vườn vắng người. Họ bôi mật lên khắp người cậu để các loại côn trùng đói khát bò lên người cậu và nhân đi ra thịt của cậu bé. Điều này làm cho cậu bé phải chịu đau đến khôn cùng. Sau khi giết cậu bé, chúng chôn các phần thi thể ở những nơi khác nhau quanh khách sạn. Vì khi chết, cả người đều bị quét đầy mật ngọt,
nên người ta thường gọi linh hồn hóa đất ở hậu bể là Candyman. Nếu các bạn tò mò muốn tham gia trò chơi này thì vào nửa đêm bạn hãy đứng trước gương gọi Candyman 5 lần, sau đó tắt đèn trong vài giây và mở đèn lại nhìn vào gương. Lúc này những cánh tay bị tách rời của Candyman sẽ xuất hiện, vươn ra khỏi gương và kéo bạn đến khách sạn nơi mà cậu bị giết. Với trò chơi này, các bạn sẽ chơi theo nhóm, chọn khoảng 10 người, số lượng nam nữ phải đều nhau, lấy một chén cơm trắng, một chén đựng cơm càng cũ càng tốt, giết một con gà trống, đổ máu tươi của nó vào chén cơm và trộn đều lên. Những người chơi sẽ ta phải vòng tròn đi quanh chén cơm, đọc thầm trong miệng, thần linh qua lại để đến ăn cơm. Nếu ăn cơm của chúng tôi, xin hãy giúp chúng tôi giải quyết khó khăn. Một khi thấy máu gà trong chén cơm tràn ra ngoài, lập tức trải giấy trắng xuống đất, đồng thời mọi người hãy quay mặt ra ngoài. Một người lớn tiếng hỏi câu hỏi của mình muốn biết. Sau khi nghe được tiếng chén cơm đã vỡ thì quay đầu lại, sẽ thấy trên giấy trắng có chữ viết bằng máu gà. Sau khi đọc xong nội dung trong giấy, phải lập tức đem tờ giấy ấy ra góc của ngã tư đốt. Chén và cơm phải gom lại, chôn ở nơi không có ánh sáng. Các bạn phải đặc biệt chú ý, sau khi đặt câu hỏi, chưa nghe tiếng chén vỡ đã quay đầu thì sẽ giúp bạn bản thân. Chỉ người hỏi mới có thể đọc được nội dung trên tờ giấy. Sau khi đọc xong, không được để lộ ra nội dung bên trên, cũng như không được để cho ai xem lén. Muốn quỳ trả lời thì cũng cần có điều kiện, nghiêm trọng nhất là dùng mạng của mình để đánh đổi. Nhưng bình thường, sau khi ăn cơm, quỷ sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng. Nhưng hãy cố gắng thực hiện những yêu cầu mà quỷ đưa ra, nếu không, hậu quả sẽ thật khó nói trước. Một số trường hợp vẫn còn thành công. Nhiều người biết đến bảng cầu cơ hay bàn cầu cơ như một trò chơi, công cụ có khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh. Trò chơi này rất đơn giản, bao gồm hai bộ phận. Một tấm bảng in hình các chữ cái từ A cho đến Z, chữ số từ 1 cho đến 9. Các bàn tay có 0, đặc biệt là một máy gỗ hình trái tim kích thước bằng bàn tay. Có hai cách phổ biến sử dụng cầu cơ với những người coi nó như một món đồ chơi bình thường. Khi chơi, một nhóm người đặt tay họ lên chín cơ, đọc to câu hỏi, đáp bản chỉ có hoặc không. Sau khi đọc xong, cơ sẽ di chuyển về một phía, một trong hai đáp án trong một cách vô thức. Nhiều người kể lại, họ khẳng định rằng không hiểu vì sao mà cơ lại di chuyển được, trong khi họ không hề điều khiển chúng. Những người tham gia chiêu hồn sẽ sử dụng cách cầu cơ theo một cách khác. Đặt một ngón tay lên cơ, sau đó thông qua một số nghi thức thần bí, họ đánh vần các chữ cái mà cơ vô thức chỉ đến, tạo thành câu, các cụm từ có ý nghĩa. Người ta cho rằng hành động như thế là do các linh hồn điều khiển, giao tiếp và gửi thông điệp tới chúng ta. Theo chúng mình tìm hiểu, có tin tức về một cô gái bị cho là ma nhập sau khi sử dụng ứng dụng cầu cơ trên điện thoại, khiến niềm tin về chiếc bảng này kết nối với thế giới bên kia càng được khẳng định và củng cố. Theo lời kể của nhân chứng, cô gái bỗng nhiên la hét rồi co giật và cố gọi tên lũ quỷ. Mọi người xung quanh phải giữ chặt cô gái và đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ ở bệnh viện kể rằng cô bé như bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên mới la hét như vậy. Nhưng bạn bè và người thân của cô ấy cho biết trước kia cô không hề có những bệnh lý trên. Chắc hẳn cô gái này đã phải chứng kiến một thứ gì đó kinh khủng lắm mới trở nên như vậy. Và ở đây cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Có khoảng 80 đứa trẻ khẳng định đã bị co giật không rõ lý do sau khi chơi bảng cầu cơ. Ở Mexico cũng từng xảy ra một sự việc như vậy. Cô gái 16 tuổi bị nghi là bị ma nhập do dùng bảng cầu cơ để liên lạc với cha mẹ đã khuất của mình. Anh trai và em họ của cô là người đã tham gia cùng cô. Sau khi chơi bảng cầu cơ, cả ba người đều cảm thấy như mình bị ảo giác nặng, nói những tiếng kỳ lạ và cố làm tổn thương bản thân mình. Một trong những nguyên nhân khiến ma quỷ gia tăng vì tình hiếu kỳ mà nhiều người đã thử tham dự vào những hoạt động huyền bí như cầu cơ hoặc lên đồng. Đây là con đường dẫn ma quỷ đến với thế giới của con người. Trên đây là những thông tin chúng mình tổng hợp được từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau nên có thể sẽ có những chỗ chưa được chính xác, mong mọi người thông cảm. Lorena Tarot xin lỗi bạn vì sự bất tiện trên.
Video về gọi hồn của Laurie Matarot tại series Do You Know That đến đây là kết thúc. Mong rằng sau video này, mọi người sẽ hiểu thêm về nghi lễ gọi hồn. Nếu bạn cảm thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho chúng mình những like và share. Những like và share đó sẽ là nguồn động lực giúp chúng mình ra thêm nhiều video hơn, chất lượng hơn. Đồng thời, nếu bạn có mong muốn về chủ đề cho video tiếp theo, thì hãy bình luận ở dưới video này nhé. Chúng mình rất mong có thể gửi đến các bạn những video hay và ý nghĩa nhất. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi và lắng nghe. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Laurie Matarot xin cảm ơn.